bộ phim Nghe nói em thích tôi. Tập 10. Đàn anh Ninh, sau này để em yêu thương anh, chăm sóc anh nhé. Kết thúc cả rồi. Kết thúc rồi. Uống cà phê không? Không uống. Cảm ơn. Mấy hôm nay anh chị đi đâu vậy? Mãi không liên lạc được. Chuyện gì thế này? Mới mấy ngày không gặp mà mẹ tôi thành ra thế này hả? Mẹ anh bị ngã ở cầu thang, bị hôn mê. Chúng tôi phẫu thuật cho bà ấy rồi. Bị ngã lại còn hôn mê? Không đúng. Mẹ tôi ở bệnh viện, các cô đang yên đang lành mà sao lại ngã được chứ? À, tôi biết rồi. Chắc chắn là vì tôi khiếu nại cô. Cô căm hận trong lòng, cô hãm hại tôi, cô ngược đãi mẹ tôi.
Đây là phòng bệnh, là chỗ bệnh nhân đang nghỉ ngơi. Có gì chúng ta ra ngoài nói. Này này, có gì mà không thể nói ở đây chứ? Đáng xấu hổ lắm hả? Anh làm gì đấy? Động tay động chân với bác sĩ thế hả? Tránh ra. Anh thử đẩy tôi nữa xem nào. Để cô thì làm sao? Bình tĩnh. Tôi còn đánh luôn cả cô đây này. Cậu làm sao thế hả? Mấy hôm trước vừa mới họp xong, nhất định phải chú ý quan hệ với bệnh nhân. Cậu thì hay rồi, hôm nay còn gây ra chuyện này. Thế này thì sao mà làm gương được? Chủ nhiệm Lưu, không phải bảo chữa giúp nữa. Tôi biết chuyện là thế nào rồi. Đánh người là sai, thì chúng tôi cũng không thể để người ta đánh được. Hơn nữa hắn ra tay trước mà. Được rồi, hai người đừng nói nữa. Vụ hôm nay còn chưa biết giải quyết thế nào đây. Còn phải dọn giúp mấy người đây này. Sau này mọi người phải lấy đó làm gương. Gặp chuyện như thế mà còn lao lên à? Là một bác sĩ, không biết chỗ hiểm ở đâu à? Đừng soi nữa, nát mặt rồi. Đâu có nghiêm trọng thế chứ. Mà tôi bảo này bác sĩ Nguyễn, đầu óc em có vấn đề gì hả? Tôi bảo em rồi mà. Đã bảo là đi đi còn đứng đấy làm gì? Đợi bị tóm hả? Tôi muốn giúp anh thôi mà. Chắc chắn là có cách xử lý khác. Anh không nhẫn nhịn được sao? Nhịn thế nào? Nhịn để em bị bóp chết hả? Đinh Ý Viện. Sao? Cảm ơn cô nhé. Cảm ơn tôi. Cảm ơn tôi cái gì? Vì đánh nhau giúp cô hả? Coi là như thế đi. Tôi phát hiện ra cô rất giỏi đấy. Sáng nay cô ăn nói đâu ra đấy, khác hẳn bình thường luôn. Thỏ cúng lên cũng biết cắn mà. Cô cũng không phải cảm ơn tôi vội. Tôi giúp cô không phải vì tôi thích cô, mà vì chúng ta đều là bác sĩ. Hôm nay có người bắt nạt cô như thế, nói không chừng lần sau cũng có người bắt nạt tôi như vậy. Tôi giúp cô cũng là giúp chính mình thôi. Được được được, vậy vẫn phải cảm ơn cô. Hôm nay quan sát, tôi phát hiện ra một chuyện. Chuyện gì thế? Cô với Thầy Ninh yêu nhau rồi hả? Đâu có. Không có hả? Anh ấy vì cô mà nổi nóng đến mức đó. Cô thấy bình thường không nào? Vừa rồi có vẻ là anh ấy đang mắng cô, nhưng nghe thế nào cũng thấy bất ổn. Bất ổn ở đâu? Nguyễn Lưu Tranh, tôi nói cho cô biết. Tôi biết cô thích anh ấy. Hơn nữa hình như cô còn đi trước một bước. Cô đang cười nhạo tôi đấy hả? Không không. Nhưng tôi không sợ. Tôi luôn là người quang minh lỗi lạc, không bao giờ giấu giếm điều gì. Chỉ cần anh ấy độc thân, tôi có quyền theo đuổi anh ấy. Biết chưa? Biết rồi. Cô đợi tôi với. Nghe nói người nhà bác sĩ Thái đã khiếu nại. Kệ họ đi. Nếu bị kỷ luật thì anh định thế nào? Kỷ luật thì kỷ luật thôi. Được rồi, coi như tôi chưa nói. Bác sĩ Ninh, anh còn lái xe được không? Không. Hay là em lái đi. Anh tự giác đấy chứ. Là hai người này đúng không? Vất vả cho em rồi. Thầy Ninh đến rồi. Tôi đi trước đây. Em đợi chút đi. Tôi đón con đã. Đưa nó về trước. Hôm nay con có nghe lời không? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ đến đón con. Con vui quá. Đi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ có nhớ con không? Mẹ cũng nhớ con. Mẹ ơi, con có quà cho mẹ này. Quà gì thế? Cô giáo nói chủ nhật này là ngày của mẹ. Đây là quà cho mẹ. Ngoan quá, cảm ơn con. Mẹ ơi, nếu bố cũng tặng hoa cho mẹ thì mẹ cũng nhận bố đúng không? Ừ.
Linh Tưởng à, con mà còn nói linh tinh là sau này không cho mẹ đến đón con nữa. Bố đáng ghét. Mẹ ơi, mẹ xinh đẹp quá, con thích mẹ lắm. Cái miệng nhỏ này khéo thế. Hoa vàng nhỏ nhảy tưng tưng, nhảy lên trời cao. Mẹ, Lưu Tranh à, hôm nay về sớm thế. Ai đưa con về vậy? Chí Khiêm. Mẹ, đây là con trai con. Con trai, chào bà ngoại đi. Cháu chào bà ngoại ạ. Chào cháu. Cháu tên là Ninh Tưởng. Ninh Tưởng, xinh xắn quá. Cháu mấy tuổi rồi? 6 tuổi ạ. Đừng đứng đó nữa, vào nhà ngồi đi. Nào. Bố ơi, bà ngoại là mẹ của mẹ đúng không ạ? Đúng thế. Nào nào nào. Ông ơi, ông xem ai đến này. Chí Khiêm đến đấy hả? Anh bạn nhỏ này là cháu tên Ninh Tưởng ạ. 6 tuổi rồi. Con trai con ạ. Ninh Tưởng, 6 tuổi rồi hả? Chào ngoại đi con. Cháu chào ông ngoại ạ. Chào cháu. Nào nào nào. Nhà ông bà có cá vàng nữa ạ. Đúng đúng. Ninh Tưởng, con nghịch quá đấy. Nào nào nào. Ông có cái này, cháu cho nó ăn đi. Chí Khiêm, tối nay con ở đây ăn cơm nhé. Mẹ, tối nay thầy Ninh bận rồi, đừng làm lỡ việc người ta. Mẹ ơi, sao mẹ lại gọi bố là thầy thế? Mẹ của các bạn khác đều gọi là chồng mà. Phải rồi, Ninh Tưởng à, con về phòng thay đồ rồi ra giúp mẹ nhé. Thầy Ninh ngồi đi. Ông dạy cháu chơi cờ tướng nhé. Chí Khiêm uống nước đi. Thế nào? Ông nói cháu nghe. Cờ tướng có luật chơi, cháu biết chứ? Mã đi chữ nhật, tượng đi chữ điền. Lão tướng không rời hậu hoa viên. Cháu biết rồi hả? Cháu muốn ăn lão tướng của ông. Không được, không được, không được đâu. Thế không được đâu. Ông phải giấu nó đi đã. Thế cháu muốn ăn con này của ông. Cháu ăn nhanh thế. Vậy ông cũng muốn ăn một quân của cháu. Cháu lại ăn ông rồi. Cháu nhớ chưa đấy? Cháu nhắc lại xem nào. Nào, mã đi chữ nhật, tượng đi chữ điền, xe đi thẳng, pháo qua núi. Cái nào là tượng ạ? Lão tướng. Đây là tượng này. Đây ạ. Đúng thế. Cháu nhớ rồi hả? Không tồi mà. Hứa rồi nhớ, ông đợi cháu quay lại đấy. Chào ông bà đi con, tạm biệt ông bà ngoại. Tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt mẹ. Mẹ không về nhà với con và bố hả? Vậy bọn con đi trước nhé. Ừ. Tạm biệt Chí Khiêm. Bye bye, bye bye. Tạm biệt. Thằng bé này cũng đáng yêu đấy chứ. Nghe nói là nhận nuôi. Nếu không thì sao cô đứa bé lớn như vậy được? Đúng đúng đúng. Con của Chí Khiêm là nó nuôi lớn một mình hả? Theo tôi thấy Chí Khiêm đúng là chẳng dễ dàng gì. Đúng thế. Cho nên chúng ta phải đối xử với nó tốt hơn, đúng không? Nhưng mà như thế cũng tốt. Sau này hai đứa sinh thêm đứa nữa thì nó có kinh nghiệm, mà hai đứa trẻ cũng có thể chơi với nhau. Mẹ nói gì vậy? Bao năm nay Chí Khiêm không kết hôn là đang đợi con đấy. Mối tốt như thế mà. Con cũng có luôn rồi. Miệng con làm sao vậy? Con về cả buổi tối rồi đấy. Chẳng ai quan tâm đến con tí nào. Rồi rồi rồi. Con nói như thế mà chúng ta chẳng nhìn thấy gì cả. Con không muốn rửa bát nữa. Bố mẹ rửa đi. Ừ. Làm mẹ là không rửa bát nữa hả? Vậy ông rửa đi. Tôi cũng là mẹ. Ừ. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi.
Xem này, trên này ghi là có ảnh, có chân tướng. Đây mà là chân tướng nỗi gì? Bác sĩ khoa ngoại thần kinh ở bệnh viện Bắc Nhã chẳng làm ăn gì. Bệnh viện kêu cứu bác sĩ ân ái trong xe. Đăng tiết bài như này lên mạng chính là để thu hút sự chú ý. Đúng thế, ăn nói luyên thuyên, không có chứng cứ gì cả. Điện thoại của tôi mà. Mọi người làm gì thế? Ảnh trong xe là chuyện gì vậy? Gì thế này? Ai chụp thế? Thế cô nói xem người trong này có phải cô không? Là tôi. Là cô thật hả? Nhưng mà cái này thực sự không như mọi người nghĩ đâu. Tôi chỉ đang thắt dây an toàn giúp anh ấy thôi. Sao cô phải thắt dây an toàn cho anh ấy? Thầy Ninh bảo tôi lái xe giúp anh ấy. Nhưng anh ấy buồn ngủ quá. Vừa lên xe đã ngủ mất cho nên tôi đành thắt dây an toàn giúp anh ấy. Tức quá đi mất. Thế này là vu khống mà. Phải kiện hắn. Được rồi. Hóng chuyện không sợ lớn chuyện đúng không? Giải tán đi. Bác sĩ Đinh, bác sĩ Nguyễn đâu? Phẫu thuật cho bệnh nhân ở giường 26 cần nói rõ những điều cần chú ý khi phẫu thuật với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để họ chuẩn bị trước khi phẫu thuật. Kiểm tra thời gian đông máu, nhóm máu, lượng máu trong nước tiểu, thói quen đại tiện, chức năng gan thận, phản ứng chéo trước chuyển máu, thông báo hội chẩn gây mê. Được. Thầy Ninh, xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh không sốt ruột sao? Cần giao ban thì giao ban, cần ghi chép theo dõi thì ghi đi. Xuống vào đây làm gì? Giải tán thôi, đi. Lượng oxy trong máu của bệnh nhân đang giảm, độ bão hòa thấp. Xuất huyết dạ dày, 40mg esomeprazole tiêm tĩnh mạch, 10g vitamin K1 tiêm tĩnh mạch. Tôi vừa từ văn phòng về. Viện trưởng, viện phó chủ nhiệm đang lập hội đồng xét xử. Lần này thầy Ninh gặp phiền phức lớn rồi. Họ không mở camera an ninh sao? Đã kiểm tra camera từ lâu rồi. Nhưng đoạn người nhà bệnh nhân động tay động chân với cô bị đám người vây xem che mất, không nhìn rõ. Sao lại trùng hợp thế được? Tôi đi giải thích với lãnh đạo bệnh viện. Cô đi cũng vô dụng thôi. Hơn nữa bác sĩ Thái còn ngất xỉu ở cầu thang. Chúng ta càng không thể nói rõ được. Cô đi đâu đấy? Không thể ôm cây đợi thỏ được. Đúng, hôm đó là chúng tôi phát hiện ra ở cầu thang tầng 3 là một cặp vợ chồng nói cho chúng tôi ở cầu thang có bà cụ ngất xỉu, và chúng tôi mau qua đó. Kết quả kiểm tra lần này khá ổn. Về nhớ uống thuốc đúng giờ, lưu ý chế độ ăn và quay lại kiểm tra định kỳ nhé. Phiền anh mở giúp tôi video vào 4:30 chiều thứ 6 tuần trước, khu vực cầu thang bên ngoài phòng bệnh và sảnh khám bệnh khoa ngoại thần kinh nhé. Được, cảm ơn. Phiền anh tạm dừng ở đây. Có thể phóng to lên không? Chào mọi người. Tôi là Nguyễn Lưu Tranh, đang được điều đến làm ở bệnh viện Bắc Nhã. Bác sĩ Ninh là giáo viên của tôi, là đương sự. Tôi có nghĩa vụ nói ra sự thật, thanh minh trước những tin đồn thất thiệt kia. Chuyện hôm đó là như thế. Chúng tôi không rõ rốt cuộc ở cầu thang đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự thật là để cứu sống bác Thái, bác sĩ Ninh đã làm phẫu thuật suốt hơn 20 tiếng trong đêm. Chúng tôi chỉ là những người lao động bình thường, không ai biết đến. Tôi chưa từng nghĩ sức mạnh của mạng Internet có thể đáng sợ đến như thế. Có thể khiến một người trở nên nổi tiếng, cũng có thể dễ dàng hủy hoại một người vì một vài tin đồn thất thiệt, mà hủy hoại một bác sĩ xuất sắc, phủ định tất cả sự nỗ lực và hy sinh của anh ấy. Như thế có phải cũng không công bằng đối với chúng tôi không?
xem bình luận đi, đổi hướng rồi. Nguyễn Lưu Tranh được đấy chứ, trong một đêm mà làm được video như thế này. Nhưng mà xem ra đã có tác dụng tốt. Mong là chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Xin lỗi, làm em tỉnh giấc rồi. Làm cả đêm mà. Mấy chuyện này để nhóm chủ nhiệm Lưu điều tra là được rồi. Cần gì phải lãng phí thời gian như thế. Chỉ là tôi muốn nói sự thật cho tất cả mọi người biết thôi. Nếu mà kệ chuyện này tiếp tục lớn thêm, sẽ chỉ khiến người không hiểu rõ, hiểu lầm về bác sĩ chúng ta nhiều hơn thôi. Còn một tiếng nữa mới phải đi khám bệnh. Em ngủ thêm một lát đi. Thôi. Uống đi cho nóng. Là sao? Chị không thấy xe mới ngoài cửa hả? Của ai vậy? Của chị. Chị cảnh cáo em, bây giờ chị đang không vui, đừng có nhảm nhí nữa. Muộn của ai thì chả mau lên. Chị khinh ai đấy? Đợi em nổi tiếng rồi sẽ mua cho chị cái tốt hơn. Cứ vui đi. Bác sĩ Nguyễn, xe này đâu ra vậy? Nguyễn Lãng mua, rồi bảo tôi lái. Thương chị ghê. Thế sau này em sẽ ngày ngày lái xe đi làm và đi về hả? Đương nhiên rồi. Em phải tập lái thêm đi. Đè vạch rồi. Thầy Ninh nên giảm cân đi thôi. Video này chứng minh được thầy Ninh trong sạch rồi. Tôi nghe nói đám lỗi tử bị bắt đi rồi, còn bị phạt tiền nữa đấy. Khổ thân bác Thái chẳng ai chăm sóc. Bác sĩ Nguyễn, mau qua đây xem đi. Gì vậy? Có người đăng đầy đủ đầu đuôi video Thành Ninh đánh người lên mạng rồi. Video này đã quay rất rõ từ đầu đến cuối sự việc, coi như đã minh oan hoàn toàn cho Thành Ninh. Ai đăng thế? Chắc là người chứng kiến vào hôm ấy. Chuyện này cuối cùng cũng dẹp yên rồi. Hôm nay tôi mời mọi người uống cà phê nhé. Cảm ơn bác sĩ Đinh. À phải rồi, gần đây bệnh viện có xuất đi Mỹ tập huấn. Đáng ra chắc chắn là chủ nhiệm Ninh. Lần này em là chuyển sang chủ nhiệm Tiền rồi. Bệnh viện cử ai đi Mỹ thì người đó hẳn là chủ nhiệm khoa tiếp theo. Nói chuyện gì thế? Để ý thời gian nhé. Còn 10 phút chuẩn bị đấy. Được, được. Đi thôi.
Bác sĩ, sao thế? Bác sĩ, có người ngất xỉu rồi. Giúp một tay, mau xem thế nào. Giúp một tay, cho tôi qua nào. Tỉnh lại đi, cậu nghe thấy gì không? Bệnh nhân hôn mê rồi, đưa đến phòng cấp cứu đi. Vâng. Đỗ Tiểu Vũ, Đỗ Tiểu Vũ, nghe thấy gì không Đỗ Tiểu Vũ? Nhanh lên, cho tôi qua một chút. Khối u nằm ở thân não, hơn nữa còn khá sâu, không lạc quan lắm. Cậu tỉnh rồi à? Tôi xác nhận lại một chút nhé. Cậu là Đỗ Tiểu Vũ, năm nay 25 tuổi đúng không? Đúng vậy. Vậy cậu có nhớ vừa rồi cậu ngất xỉu trước cửa phòng khám không? Tôi là Ninh Chí Khiêm ở khoa ngoại thần kinh. Tôi biết anh. Cậu biết tôi hả? Lần trước tôi đến khám, đúng lúc bắt gặp anh đang đánh nhau. Thực ra chuyện không như cậu nghĩ đâu. Đám người đó đáng đánh. Tôi còn quay lại vụ việc và đăng lên mạng nữa. Video đó là cậu quay hả? Cảm ơn cậu nhé. Cậu đã giúp chúng tôi một việc lớn. Tôi không muốn nhìn thấy bác sĩ tốt như thế bị người ta đổ oan. Đỗ Tiểu Vũ, tình hình của cậu bây giờ hơi phức tạp. Có thể mời người nhà của cậu đến bệnh viện một chuyến được không? Tôi không có người nhà. Anh chị nói đi. Bệnh của tôi bây giờ đã phát triển đến đâu rồi? Vừa rồi cậu ngất xỉu trước cửa phòng khám của chúng tôi. Chúng tôi đã chụp cộng hưởng từ cho cậu rồi. Phát hiện trong não cậu có một khối u nằm trên thân não. Theo kinh nghiệm của tôi, khả năng cao là ác tính. Vậy tôi còn sống được bao lâu nữa? Cái này phải xem hướng trị liệu thế nào. Anh sẽ cứu tôi chứ? Tôi không dám đảm bảo, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi tin anh, bác sĩ Ninh. Lát nữa có lẽ sẽ cần cậu đi xét nghiệm một vài thứ. Giờ cậu nghỉ ngơi đi nhé. Tôi là Nguyễn Lưu Tranh. Chủ nhiệm Ninh chỉ định tôi là bác sĩ chính của cậu. Có chuyện gì cậu cứ ấn chuông phía sau, ở đằng sau ấy nhé. Anh bảo cậu ấy nói có thật không? Cái gì mà thật với giả chứ? Cậu ấy bảo mình không có người nhà. Sao mà tôi biết được? Có khi nào cậu ấy sợ người nhà lo lắng nên cố tình nói như vậy không? Em có thể đừng lo lắng với chuyện vô dụng được không? Anh có thể thông cảm với bệnh nhân một chút được không? Sự thông cảm của em có lấy được khối u ra không? Thầy Ninh, hình như anh lên nhầm xe rồi. Mấy hôm trước em hứa với Ninh Tưởng là hôm nay qua nhà tôi chơi với nó đúng không? Hình như vậy. Đi thôi. Chậm thôi, chạy chậm thôi con. Thằng bé ngủ rồi à? Ngủ rồi. Cứ để bát đó đi, lát nữa tôi rửa cho. Tôi không định rửa bát. Thầy Ninh, tối nay anh cứ ngồi đó ôm máy tính suốt. Sai bảo tôi làm cái này cái kia. Anh coi tôi là giúp việc thật đấy hả? Ai coi em là giúp việc đâu? Ai chẳng có lúc bận chứ. Tôi đang làm việc chứ có chơi đâu. Hơn nữa, thằng bé thích ăn cơm em nấu. Nó lại thích chơi với em. Tôi làm thế nào được? Được, giao tôi hết.
Vậy anh định bao giờ tìm mẹ cho thằng bé? Chuyện này tôi sẽ cố gắng nhanh nhất. Nhưng mà vấn đề bây giờ là tôi thực sự, dù có tìm mẹ cho nó, nhưng trong mắt nó đây cũng là mẹ kế. Nó có nhận hay không cũng là vấn đề. Em biết đây gọi là gì không? Đây là phản ứng dây chuyền. Vì em xuất hiện nên tình hình trở nên phức tạp đấy. Được, 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 lỗi của tôi. Tôi về đây. Tôi không tiễn nhé. Khiêm Khiêm, Khiêm Khiêm, Ninh Chí Khiêm. Ai thế? Anh hai của em đây. Anh hai, chào một tiếng không? Khiêm Khiêm, mở cửa đi. Mẹ ơi, sao lâu thế? Giấu bổ hay gì vậy? Cầm đi. Em buồn tiểu quá. Ninh tưởng ngủ rồi hả? Lâu không gặp nó, anh vào thăm tí. Ngủ rồi, đừng vào nữa. Làm thằng bé tỉnh bây giờ. Ninh tưởng à? Bác hai, mang món quà cho cháu này. Bao giờ dậy nhớ chơi nhá. Bố, đừng nói gì nữa. Mau ngủ đi. Anh làm nó tỉnh rồi đấy. Ngủ đi, mau ngủ đi nhá. Khó khăn lắm em mới dỗ nó ngủ được. Mà tối rồi anh đến đây làm gì chứ? Mấy thứ này anh đi công tác Đông Bắc đặc biệt mang về cho em đấy. Cả quà cho cháu nữa. Cảm ơn, cảm ơn. Hiếm lắm anh mới tới một lần. Nói chuyện chút đi. Nói chuyện nào? Nói gì nữa chứ? Khuya rồi. Em ngồi đi, ngồi đi. Anh có chuyện cần nói với em. Chuyện em đánh người nhà bệnh nhân lần trước giờ thế nào rồi? Giải quyết xong rồi. Chuyện đã qua rồi. Mà anh đến đây vì chuyện này đấy hả? Gọi điện là được rồi. Đây có phải lần đầu tiên đâu. Anh đi công tác một chuyến sao? Là chị dâu em 3 giờ sáng hôm qua gọi anh dậy bằng được. Bảo là mơ thấy mẹ em đấy. Chị dâu em mơ thấy mẹ em đấy. Mơ thấy mẹ em ấy hả? Cô ấy nói mẹ em báo mộng. Bảo là em bây giờ có con không có vợ. Bà ấy ở trên thiên đường không thể yên tâm hưởng phúc. Cho nên bảo anh hỏi xem rốt cuộc em muốn tìm người thế nào. Mấy năm nay em đi xem mắt, ít cũng phải mười mấy 20 cô gái rồi. Thực sự không thích ai hả? Không sao, cháu nó ngủ rồi. Thế cũng phải nói bé thôi, được. Cô người mẫu tạp chí lần trước được mà. Mặt xinh dáng đẹp. Đúng là không tồi, khá là hợp với anh. Biến đi, chị dâu em mà so được à? Bà nhà giàu họ Vương thì sao? Đi ăn cùng một lần, khẩu vị hơi nặng. Sau này chắc chắn không ở được với nhau. Đúng, đúng, đúng. Chuyện ăn uống thì không thể nhẫn nhịn được. Cô giáo họ Lâm thì sao? Được nghỉ đông nghỉ hè, còn sẵn sàng dạy thêm cho Ninh Tưởng. Em thấy hợp đấy. Nhưng Ninh Tưởng thấy cô ấy hung dữ quá, nghiêm quá, nó sợ cô ấy. Sao hai bố con em khó hầu hạ thế? Được, vậy em nói đi, em muốn tìm người thế nào? Hợp là được. Sao? Hợp. Thế nào là hợp? Có khác gì anh hỏi em ăn gì, em bảo tùy không hả? Anh ghét nhất loại không có chủ kiến như em đấy. Em bảo lần nữa anh về, anh biết anh nói thế nào với chị dâu em. Đến đêm cuối phải trả lời mẹ em đấy. Anh hai, anh bảo chị dâu, nhắn mẹ em là có chuyện gì cứ đến tìm em. Đừng làm phiền chị dâu mãi, được rồi. Tự em nói chuyện với mẹ đi nhá. Được. Anh đến nãy giờ không được ngụm nước nào đấy. Rượu đâu? Rượu hả? Dạ dày của em không ổn cho nên mang tặng hết rồi. Không có rượu hả? Uống ít nước đi. À phải rồi, Lưu Tranh trở lại rồi à? Hai đứa có hy vọng gì không? Không có, không có. Anh hai, ngày mai anh có ca phẫu thuật. Thật đấy, anh về sớm chút đi. Có chuyện gì hôm nào nói tiếp. Còn một ngụm nữa, đừng lãng phí. Lần sau đến anh nhớ gọi điện đấy. Em... Anh Tiêu này quan tâm Thái quá nhỉ. Anh hai cái gì cũng tốt, mỗi tội quá nhiệt tình. Mười mấy 20 người, ngành nào cũng có.
Anh có tiếp hết nổi không? Này, bọn anh nói chuyện bé thế mà em cũng nghe được hả? Thuận Phong Nhĩ, đi đây. Em đừng đi vội, anh ấy có khi vẫn đang dạo bên dưới đấy. Dù gì em đang rảnh hay là em, tôi không rửa bát đâu. Không phải, tôi bảo em hay là nghỉ một lát đi. Thế còn được. Thực ra, ngoài mười mấy hai mươi cô Tiêu Nhị giới thiệu, mình còn giới thiệu cho anh ấy 6, 7, 8, 9, 10 cô nữa. Lần trước sợ cậu không vui nên không nói với cậu. Ừ. Còn nữa, cô Hoàng xinh đẹp, Ninh Chí Khiêm bảo mình giới thiệu, nghe nói sắp toang rồi. Tại sao? Này nhớ, Ninh Chí Khiêm quá là kén chọn. Một cô gái đang yên đang lành, anh ấy soi được một đống khuyết điểm. Lần này anh ấy bảo là Hoàng xinh đẹp, nói quá nhiều. Cậu bảo một người ít nói như anh ấy thì phải kiếm vợ hoạt bát hướng ngoại, nói nhiều vào chứ. Cậu thấy đúng không nào? Đúng đúng đúng. Là gì mình nhắn tin? Bảo là muốn giới thiệu cho mình một giảng viên đại học. Giảng viên đại học tốt đấy chứ. Nghe đã thấy điều kiện không tồi rồi. Có gặp không? Đi chứ, tại sao lại không? Liêu Tranh, mình ủng hộ cậu. Muốn tìm ra phong cảnh khác biệt thì phải dũng cảm tiến lên một bước. Triệu Thông, cậu về trước đi. Được, tôi và bác sĩ Nguyễn bàn bạc một chút về phương án phẫu thuật buổi chiều. Được, nhưng cậu dung ngoạn tứ phương, lại phát hiện phong cảnh vẫn như xưa. Đang nói chuyện gì vậy? Chốt thời gian xem mắt chưa? Chốt rồi, thứ bảy này. Chủ nhật còn có một người nữa mà, đúng không? Có đủ đồ mặc không? Hay là hôm nay tan làm, chúng ta mua ít quần áo mới cho cậu nhé. Cứ từ từ. Là Khoa gọi mình có việc rồi, mình về trước đây, cậu đi đi. Thế cậu phải sắp xếp lịch cho ổn đấy. Cuối tuần này bận quá nhỉ? Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn hả? Muốn thắp thì thắp đi. Tôi chỉ đang nghĩ xem nên giải thích thế nào cho Ninh Tưởng thôi. Giải thích gì với Ninh Tưởng? Giờ Ninh Tưởng nghĩ em là mẹ ruột nó. Nhỡ tự dưng xuất hiện một cha dượng, anh nhiều chuyện để lo thật đấy. Uống sữa chua của anh đi. Em chưa có con nên không biết đấy thôi. Nhiều cái để lo lắm. Cái con bé này lề mề gì vậy chứ? Chuyện gì thế? Con mặc như thế này đi xem mắt hả? Không được. Thế này trông chẳng tươi gì cả. Cũng được mà. Con đợi nhé. Là mẹ đặc biệt mua cho con đấy. Có đẹp không? Cái này hơi quá, trông như cái nấm tuyết ngâm nở ấy mẹ. Màu hồng đẹp thế cơ mà. Da con lại trắng nữa, mặc lên trông trắng trẻo xinh tươi. Đẹp quá đi mất. Mau thay đi. Mẹ, cái này chị ấy sắp 30 tuổi rồi. Con im mồm đi. Nhanh lên, nghe mẹ đi, không sai được đâu. Xinh quá, mọi người xem. Đẹp, đẹp, đẹp quá. Ổn không ạ? Có giống 30 tuổi thế nào đâu. Bảo 18 tuổi còn có người tin đấy. Đúng thế. Dưa chuột già, quét sơn xanh. Bà chị già mặc váy hồng. Biến đi, đánh mạnh vào. Cái thằng này. Được rồi, đi đi. Đi đường từ từ thôi nhớ. Đừng có chơi game mãi thế. Rảnh thì nói chuyện với bố mẹ đi. Nghe thấy chưa? Bỏ xuống. Mà này, thằng bé hôm nay con mình đi xem mắt, có đáng tin không đấy? Sao lại không đáng tin? Gì con bé giới thiệu đấy, thế hả? Còn là giảng viên đại học đấy. Giảng viên đại học thì sao? Anh rể con còn là giáo sư đại học kia kìa. Đừng nhắc đến Chí Khiêm nữa. Tôi cũng muốn hai đứa nó quay lại với nhau. Nhưng xem thái độ kiên quyết của con mình đi. Thôi, không quay lại thì thôi. Cuối cùng bà cũng nghĩ thông suốt rồi hả? Liêu Tranh không muốn ở cùng với Chí Khiêm. Nhất định là có cái lý của con bé. Xem ông kìa. Ơ này, tôi lại về sai phe rồi hả?